nghe đâu đó rằng hạnh phúc thì không phải là một điểm đến mà là cả một hành trình, thì mình cũng đang trên đường đi tìm hạnh phúc của mình đấy. Theo tôi thì hạnh phúc là mình đạt được những cái mong muốn của mình, những cái ước mơ của mình. Hạnh phúc và thành công, thứ nào đến trước? Làm thế nào để khiến cuộc sống của chính mình trở nên hạnh phúc? Cái hạnh phúc, cái khái niệm của mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau. Nhưng nếu mà theo cái quan điểm của mình ấy, thì cái hạnh phúc nó thực sự nó phải đến từ bên trong. Có nghĩa là trong bất cứ một cái tình huống nào, bối cảnh nào thì mình vẫn có thể kiểm soát được cái trạng thái của mình. Và mình cảm thấy từ bên trong mình có cái sự bình an. Và khi đó thì cái hạnh phúc nó xuất hiện. Alo cưng. Em thích gì anh cũng chiều. Đối với anh ấy, em luôn là vị trí số 1. Được rồi, tối gặp nói chuyện tiếp nhé. Bye cưng. Nguyệt, Nguyệt, mở cửa cho anh. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Nghe anh giải thích. Nguyệt. Alo, này, không, đi alo. Sau khi mà tôi nhận được rất là nhiều những cái lời đề nghị giúp đỡ và tư vấn thì mới tôi thấy là những cái con số của hôn nhân gia đình Việt Nam nó rất là đáng báo động. Đặc biệt là những cái gia đình trẻ thì rất là gặp nhiều cái việc là mâu thuẫn trong cái việc là không có tiếng nói chung về tiền bạc tài chính hoặc là về quan hệ giữa hai bên nội ngoại, và dẫn đến cái câu chuyện là họ có thể rất dễ dàng trong cái chuyện là viết đơn ly hôn nhau. Họ không tính đến những cái hậu quả sâu xa hơn nữa, hoặc là nhìn nhận lại bản thân mình là làm sao để mình có thể là hòa hợp giữa hai phía, hoặc là chồng hoặc là vợ, để có thể tìm tiếng nói chung để xây dựng cái hôn nhân bền vững. Nhắc đến Master Coach Hà Thu Trang, chắc chắn rất nhiều người không còn cảm thấy xa lạ. Bởi chị là một trong những người đã từng truyền lửa hạnh phúc cho rất nhiều gia đình. Là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực NLP, một môn khoa học tâm trí liên quan đến việc mô phỏng hóa hành vi của những người đã thành công để khiến mỗi con người trong chúng ta thành công và hạnh phúc hơn. Hà Thu Trang tự đặt ra cho mình mục đích trở thành một trong những nữ diễn giả truyền cảm hứng giúp cho nhiều người tìm thấy sức mạnh và sự bình an nội tâm để trở thành con người tốt đẹp nhất của chính họ. Xuất phát từ nhu cầu của nhiều chị em phụ nữ đến với câu lạc bộ Coaching NBB, Trang thường trăn trở làm thế nào để có hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Với chị, tâm lý học chính là cội nguồn khơi dậy giá trị sống tích cực cho con người. Đây chính là vị trí em đóng chính vai của mình. Hãy tưởng tượng tất cả những mâu thuẫn xảy ra với chồng của mình và nhắm mắt lại bằng đôi mắt của tâm trí. Vị trí số 2, đó chính là vị trí của người chồng của bà. Alo cưng. Hợp đồng 3 tỷ này em chốt không hề dễ. Em muốn 20% hoa hồng. Em thích gì anh cũng chiều. Anh cũng phải ưu tiên những thỏa thuận mà em đã đề ra. Đối với anh ấy, em luôn là vị trí số 1. Ok anh, hẹn tối nhé. Được rồi, tối gặp nói chuyện tiếp nhé. Mọi câu chuyện với anh chỉ là xã giao vì công việc. Anh chưa từng có ý nghĩ phản bội em, phản bội gia đình này. Anh kiếm tiền để làm gì? Để cho em và con chứ ai? Bạn hãy tưởng tượng chồng cô Nguyệt và cô Nguyệt nắm tay nhau bay dần, cao dần về phía ngôi sao xa kia. Khi mà có cái biểu hiện nghi ngờ chồng qua cái những cuộc trao đổi điện thoại như trong clip, thì với nhiều phụ nữ hiện nay người ta vẫn nghĩ là phải theo dõi chồng, xem điện thoại của chồng. Mà nếu đắt bát thì người ta càng nghi ngờ. Chẳng có người phụ nữ nào là không tò mò về chuyện đấy đâu. Bởi vì tôi cũng là cái người như vậy. Tôi tìm mọi cách để tôi có thể kiểm soát được tin nhắn, kiểm soát lịch cuộc gọi. Và tôi rất mệt mỏi về cái chuyện này. Nhưng vô hình chung tôi tiêu hao bao nhiêu thời gian và năng lượng. Tôi bắt đầu thay đổi chiến thuật. Tôi sẽ nâng cấp bản thân mình lên. Sau đó tôi sẽ tập trung vào những cái vai trò khác trong gia đình. Và sau đó tôi truyền tải một số những cái thông điệp này nọ. Và tôi dùng một vài cái kênh là những cái người mà có cái ảnh hưởng lớn tới anh ấy, để có thể bắn những cái thông điệp gì đó. Tức là có rất nhiều cách, vì những cái tư duy mới ở trong cái NLP là cái bộ môn khoa học tâm trí này, mà mình bắt đầu thay đổi cái cách tương tác, thay đổi cái cách giao tiếp, luôn biết cái cách là khiến cho mình hạnh phúc, bình an, và lôi cái con người tốt nhất của mình ra để mình sử dụng. Vào cuối tháng 3 vừa qua, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển,
lớp học bứt phá thành công cùng tư duy xuất chúng do Master Coach Hà Thu Trang là diễn giả đã thu hút hàng trăm chị em phụ nữ tham gia. Họ đến đây để tìm thấy sự bứt phá, tìm được cách giải quyết những vướng mắc cho chính mình trong cuộc sống hiện tại, trong cả những mối quan hệ với gia đình và công việc. Mình cũng mong muốn là mình khám phá bản thân mình này, và cũng rất là tò mò với tên gọi của nó là một số tư duy mà bứt phá về lãnh đạo, xong rồi lãnh đạo cả bản thân mình. Mâu thuẫn hàng ngày các thứ của tôi ấy, thì thường là tôi tĩnh lại và tôi chỉ tập trung vào một đối tượng mà đang mâu thuẫn với mình thôi. Khi đến lớp học này thì tôi thấy là mình phải nhìn rộng vấn đề hơn đấy, và có những cái cách giải quyết nó thoáng hơn thì tôi nghĩ là đạt hiệu quả hơn, và tôi về tôi sẽ thử. Cách đây 2 năm thì mình cũng đã biết là cái khóa học NLP là rất là hiệu quả, rất là có giá trị với mọi người. Và đặc biệt là với những người mà trong cuộc sống luôn luôn ở trong một cái tình trạng là có những cái bế tắc, có những cái khó khăn trong cuộc sống mà mình không tự giải thoát được. Thế và mình biết là thông qua những khóa học này thì là giúp cho mình là tìm cách để vượt qua những cái hoàn cảnh bế tắc của mình để tìm đến cái thành công. Dù đã hơn 50 tuổi, nhưng chị Trần Kim Hạnh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đến tham gia khóa học này với tâm lý rất hào hứng. Chị sôi nổi thảo luận cùng các bạn trong nhóm và rất tự tin khi thể hiện suy nghĩ và quan điểm của mình. Mình nhận thấy rằng là cuộc đời này tất cả mọi thứ liên quan đến mình là tự mình phải chịu trách nhiệm. Để trở nên hoàn hảo, bản thân mình bị quyết định cuộc đời mình mà, mình sẽ không oán trách nữa, đúng không? Mình vị tha hơn. Có những cái mà mình không hài lòng, nhưng mà thực ra nhiều khi mình nghĩ rằng có thể là do mình chưa hoàn thiện mình chưa làm tốt mình. Thì cái việc người ta trách móc mình hay người ta nói mình thì mình phải xem lại mình trước hãng. Những chị em tham gia trong khóa học này, họ là những người làm nhiều ngành nghề khác nhau, có những hoàn cảnh sống khác nhau. Nhưng họ đến đây cùng một mục đích là phát triển các tư duy tích cực, bước qua những khó khăn trong cuộc sống, giải tỏa stress để thay đổi chính mình với những bài thực hành rất hữu ích. Tôi hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc và thành công. Con người có đủ nguồn lực để bạn đạt được cái điều mà bạn mong muốn. Đó là cái tư duy là hành vi, nó không phải là cái thứ phản ánh con người của họ, mà nó chỉ là ở một tình huống, một bối cảnh, một cái điều gì đó mà thôi. Điều này cũng khiến cho các bạn có thể dễ dàng tha thứ và có thể dễ dàng thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Và một cái tư duy nữa là tôi hoàn toàn và tuyệt đối chịu trách nhiệm 100% về tất cả những thứ đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong cái cuộc đời của tôi. Bởi cái lẽ là nếu mà bạn chịu trách nhiệm thì kể cả cái câu chuyện chồng bạn hay vợ bạn ngoại tình phản bội bạn cũng là bạn phải chịu trách nhiệm về cái việc đó. Không đổ lỗi hoàn toàn cho đối phương, đối tác của mình. Bởi vì nếu mà thấu hiểu được cái điều đó thì các bạn sẽ phải thay đổi hết hành vi để bạn đạt được cái điều mong muốn. Trong một bài thực hành để giữ thăng bằng cho chiếc lông công, diễn giả Hà Thu Trang đã cho mọi người có mặt trong lớp học hiểu rằng nếu chúng ta chỉ tập trung vào điều mình mong muốn, bỏ qua tất cả những thứ trở ngại khó khăn vướng mắc thì sẽ đạt mục tiêu là giữ được hạnh phúc gia đình cũng như cân bằng trong cuộc sống và công việc. Nếu chúng ta mà nhìn xuống gốc thì chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này rất là khó, nhưng mà chúng ta nhìn đến đỉnh thì lại rất là dễ. Và tôi cũng đang băn khoăn không hiểu vì sao nó lại là như vậy. Đặt mục tiêu đó là gì? Kiến tạo một cái cuộc hôn nhân bền vững, một cái gia đình hạnh phúc hòa hợp. Các bạn hãy chỉ tập trung vào cái điều này. Và như vậy các bạn chỉ có quan tâm đến cái thứ mà nó là điểm mạnh, nó là điểm tốt, nó là những cái thứ mà ưu điểm của người chồng của mình. Còn nếu trong cái trường hợp bạn chỉ có quan tâm đến yếu này, thiếu này, kém này, tệ này, hoặc những cái thứ mà rất vớ vẩn của chồng, thì bạn không bao giờ bạn có thể giữ được thăng bằng cái lông công như thế này. Tức là bạn không giữ được cái gia đình của bạn. Để có những thời gian vui vẻ, đầm ấm bên mẹ chồng như thế này là điều không phải dễ dàng với chị Nguyễn Minh Diệu. Trước đây khi làm ở bệnh viện Melatech, với đặc thù công việc nên chị thường đi sớm về khuya, và vì thế hai mẹ con chị có rất nhiều hiểu lầm. Để ý nhau từ cái việc mà nấu cho cháu ăn như thế nào, có thể là do em cũng tổn thương và bà cũng có thể tổn thương, và cứ những cái mâu thuẫn ấy cứ nhỏ nhỏ thì nó tích dần lên, và có những lúc mà nó nên bùng đến một cái giai đoạn mà tưởng chừng như không thể ở với nhau được nữa. Từ khi tiếp cận với NLP, Diệu đã thay đổi hoàn toàn bởi sự thấu hiểu được sự hy sinh to lớn của mẹ chồng đã chăm lo cho gia đình chị như thế nào. Mẹ chồng chị đã rời quê ở Thái Bình lên Hà Nội để chăm sóc hai con của anh chị suốt 12 năm qua. Tháng nào bà cũng lặn lội đi đi về về giữa Thái Bình và Hà Nội, vì ở quê còn có bố chồng chị Diệu sinh sống.
Khi cháu này nó còn đi Lạng Sơn mới lại đi Lạng Sơn mới lại đi tất cả mọi nơi là đều ôm cái thằng này là đi theo cháu, đem cả sữa, đem cả ấy các thứ bà nhà nấu xong đi làm việc tư mẹ con về đeo rồi cả đoàn đeo cả cháu đi là tất cả mọi nơi. Em hiểu được rằng mẹ đã có rất nhiều những cái nỗi đau và sự buồn mà có thể không ai có thể hiểu được, nhưng mà đôi khi thì chính em lại là người sát muối vào những cái nỗi đau của mẹ. Khi mà em học xong NLP thì em có những cái công cụ xóa toàn bộ những cái cảm xúc tiêu cực. Bây giờ thì bắt đầu quay trở lại cái lần đầu tiên em xung khắc với mẹ là khi nào, và em đã giải tỏa hết và học được những cái bài học kinh nghiệm từ đấy ra, và bây giờ thì hoàn toàn đối với mẹ thì tất cả nhiều khi cũng vẫn là cái hành động đấy của mẹ để mẹ làm. Tuy nhiên thì mình hoàn toàn là rất dễ dàng là chấp nhận là mình không có cái cảm xúc như thế, vì bởi vì đột nhiên trong tiềm thức nó lại quay về những cái bài học là mẹ lên đây là vì mình, mẹ hy sinh là vì mình mẹ còn hy sinh nhiều hơn những cái gì dành cho mình. Cái đối tượng sử dụng cái dịch vụ này cũng... Câu hỏi đặt ra, liệu một người có thể thiết lập được những mối quan hệ bền vững và hoàn hảo hay không? Câu trả lời là có, nếu bạn biết sống trong thế giới hòa hợp. Chỉ cần một người có thể xây dựng được mối quan hệ hoàn hảo và em tin vào điều đó, thế sau đó thì em thực hành theo điều đó và em đã thay đổi, và dần dần em nhìn thấy sự thay đổi của mẹ. Với chị Diệu và nhiều học viên ở NBB, họ cảm thấy đây đúng nghĩa là lớp học mang đến cho họ hạnh phúc. Môn khoa học tâm trí NLP là một trong những giải pháp tích cực để những học viên trong lớp học này thực hành, giúp khơi dậy mọi giá trị tích cực, thay đổi từ bên trong mỗi con người, bởi hạnh phúc là do chính bạn tự quyết định mà thôi.